Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc là đang có quyền sử dụng đất. Dự thảo nghị quyết quy định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc đối với 4 trường hợp. Tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất được các tổ chức đang sử dụng đất thành lập để thực hiện dự án nhà ở thương mại trên diện tích của cơ sở phải di rời do ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di rời theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ đánh giá chi tiết toàn diện thực tiễn phát triển nhà ở thương mại, hiệu quả của việc sử dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở thương mại tại các tỉnh, đánh giá thực trạng của việc mua gom, đầu cơ đất đai, giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực của việc thí điểm. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ngành liên quan nghiên cứu chuyển đổi khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp tại quận Hoàng Mai thành nhà ở xã hội cho thuê nhằm đáp ứng yêu cầu của người thu nhập thấp. Đây là nội dung được nêu trong kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp về tình hình 5 dự án chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng. Với dự án khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng Ban quản lý dự án công trình dân dụng Khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tổ chức thẩm định về chuyển đổi các tòa A2, A3, A4 sang nhà ở xã hội cho thuê, sau đó chủ trương này trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thông qua tại phiên họp đầu năm 2025. Trên cơ sở này, thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành cải tạo, nâng cấp tòa A2, A3 trong năm 2026, còn tòa A4 hoàn thành đầu tư xây dựng trong năm 2027. Khu ký túc xá pháp vân tứ hiệp được xây dựng trên khu đất rộng 40.000 m2 gồm 6 khối nhà cao trung bình 17 tầng, sau hơn 10 năm xây dựng, hiện chỉ có 3 tòa nhà A1, A5 và A6 hoàn thành, trong đó tòa A4 chưa thi công do thiếu mặt bằng, tòa A2, A3 chỉ dừng ở phần thô. Yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đưa ra trong bối cảnh Hà Nội đang còn thiếu nhà ở vừa túi tiền cho người dân. Theo kế hoạch, thành phố phải xây 18.700 căn nhà ở xã hội đến năm 2025, nhưng mới có 3 dự án được khởi công và 5 dự án xây dựng xong với 5.200 căn, đạt gần 37%. Sáng nay, 20 thửa đất ở tại xứ Đồng Long Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức được đưa ra đấu giá. Đáng chú ý sau khi tạm dừng để ra soát, giá khởi điểm các lô đất này vẫn được áp rất thấp, chỉ từ 7,3 triệu đồng một mét vuông. Huyện Hoài Đức và đơn vị đấu giá tiếp tục áp dụng hình thức đấu giá là cách bỏ phiếu trực tiếp tối thiểu 6 vòng theo phương pháp trả giá lên. Bức giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 6 triệu đồng một mét vuông, các thửa đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 89 đến 145 m2 trên một thửa với giá khởi điểm 7,3 triệu đồng trên một m2. Tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất bằng 20% giá trị thửa đất, đấu giá theo giá khởi điểm đã được phê duyệt tương đương với 130,8 triệu đến gần 212,6 triệu đồng. Cuộc đấu giá đang được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hoài Đức. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy chỉ có khoảng hơn 140 khách hàng tham gia đấu giá. Con số này thấp hơn nhiều cuộc đấu giá 19 thửa đất cũng ở xã Tiền Yên được tổ chức ngày 19 tháng 8 năm 2024. Thời điểm đó có 500 người và trên 1.500 bộ hồ sơ tham gia. Khác với các cuộc đấu giá trước đây, cuộc đấu giá này huyện Hải Đức ngăn không cho các cơ quan báo chí tiếp cận hội trường diễn ra cuộc đấu giá. Điều này dù đúng theo quy định, nhưng sự tham gia vào cuộc của các cơ quan báo chí là cần thiết để đảm bảo cho cuộc đấu giá diễn ra minh bạch, đúng quy trình theo chỉ đạo của thành phố. Theo những người tham gia đấu giá, Mặc dù số người tham gia ít hơn, nhưng mức giá khách hàng trả cũng không hề thấp. Các lô trúng đầu tiên sau vòng 8 đã ở mức 97 triệu đồng đến 103 triệu đồng trên 1 mét vuông, ngang bằng với mức trúng các lô trung bình cuộc đấu giá ngày 19 tháng 8. Giá đất thì quá cao so với mình nghĩ. Thực ra là mình cũng tham gia đấu như thế là mình thấy là là, là quá sức rồi. À? không thể tham gia hơn được nữa bởi vì trong đấy cũng có rất là nhiều người người ta tham gia đấu cao. Vòng 7 giá tá 73 triệu 300 nghìn đồng. Thế thì kết thúc của vòng đấy thì cảm thấy tài chính không đủ nữa thì thôi. Trong cuộc đấu giá đất tại khu làm khúc xã Tiền Yên diễn ra vào ngày 19 tháng 8 vừa qua. Trong khi cuộc đấu giá đất đang diễn ra, lực lượng môi giới đã tập trung tại khu đất để sẵn sàng ra bán ngay khi có kết quả. Tuy nhiên với cuộc đấu giá đất lần này, khung cảnh ở đây lại rất vắng lặng không một bóng người. Có thể thấy, sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố đang góp phần ổn định các cuộc đấu giá đất trên địa bàn. Tình trạng cò đất ngang nhiên giao bán thửa đất chúng đấu giá để ăn chênh lệch đã được hạn chế. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, mức giá được trả đang ở mức khá cao nếu so với giá bình quân trong khu vực. Đến hơn 17 giờ cuộc đấu giá đã kết thúc sau 11 vòng đấu, cả 20 thửa đất được đấu giá thành công. Mặt bằng giá chúng thì ngang so với các cuộc đấu giá vào ngày 19 tháng 8 với lô thấp nhất là 85,3 triệu đồng một mét vuông, lô cao nhất là 103 triệu đồng một mét vuông. Cũng như các cuộc đấu trước thì ngay sau khi có kết quả các lô đã được giao bán tranh, có lô được giao tranh với mức 500 triệu đồng. Thưa quý vị trong báo cáo mới nhất về thị trường quý 3 năm 2024, Bộ xây dựng tiếp tục kiến nghị Bộ tài chính nghiên cứu đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền có chính sách thuế trong đó nêu bật chỉ áp dụng với nhà đất thứ hai và nhà đất bỏ hoang không sử dụng. Tính thời điểm cũng được đề cập, đó là đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Như vậy, việc xuất hiện một số thông tin như là kiểu sắp hay là chuẩn bị áp thuế với bất kỳ ai sở hữu bất động sản thứ hai là thông tin thiếu kiểm chứng gây ra hoang mang cho dư luận. Mục đích quan trọng của việc đánh thuế là hướng đến hạn chế tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời hay mua giữ đất đai nhưng không đưa vào khai thác sử dụng. Đó cũng là mô hình mà nhiều quốc gia đang thực thi để điều tiết thị trường bất động sản. Tại Việt Nam, khi mà giá nhà đất tăng cao phi lý, nhận định có sự thổi giá đầu cơ, vấn đề sử dụng công cụ thuế được đông đảo dư luận cũng như giới chuyên gia ủng hộ. Trên góc độ quản lý, Bộ Xây dựng đã đề xuất và Bộ Tài chính đồng tình. Qua phân tích giá thì các cái hoạt động đầu cơ, hoạt động mua đi bán lại bất động sản trong thời gian ngắn kiếm lời mà chúng ta hay nói là lướt sóng bất động sản thì nó cũng là một trong những nguyên nhân mà tác động, làm ảnh hưởng đến giá bất động sản. cho nên là chúng ta cần phải có cái giải pháp hạn chế các cái hoạt động này và một trong đó là chúng ta có thể sử dụng công cụ thuế. thuế và trên cơ sở đó thì bộ xây dựng cũng đề xuất một cái, cái giải pháp nữa, giải pháp như vậy và cái giải pháp này thì chia sẻ với các đồng chí là cũng được Bộ Tài chính kể cả các bộ ngành liên quan cũng rất là đồng tình. Nếu áp thuế bất động sản theo hình thức lũy tiến sẽ có tác động lớn tới thị trường nhà đất. Ví dụ như chuyện nhiều người có nhà ở đô thị là nơi làm việc và nhà thừa kế ở quê. Nay thông tin về việc đánh thuế bất động sản hiện gây ra không ít lo lắng. Tuy nhiên cần nhắc lại là đề xuất này chỉ áp dụng với nhà đất thứ hai và nhà đất bỏ hoang không sử dụng tính thời điểm cũng được đề cập đó là đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. Nói cách khác là để thu thuế đúng đối tượng, tránh thuế, trồng thuế, thì Liên Bộ và cơ quan chức năng phải hoàn tất rất nhiều công việc cần và đủ như xây dựng hoàn thiện bộ dữ liệu bất động sản, tính toán kỹ việc thu theo giá trị và giá trị gia tăng, đặc biệt là tính toán kỹ lưỡng thời điểm áp dụng. Cái việc mà đánh thuế bất động sản thì đối với các nước trên thế giới đang là quá bình thường rồi. Việt Nam thì mình đang nghiên cứu thì tôi nghĩ là nếu mà việc này mà áp dụng cho thị trường Việt Nam thì nó cũng khá là tốt cho thị trường. Tuy nhiên thì nó cần phải đi theo các nước mà đã họ đã có những cái bài học kinh nghiệm trước. Ví dụ như là ở các nước như ở Trung Quốc chẳng hạn thì họ có áp dụng nhưng mà mỗi một tỉnh thành thì họ sẽ áp dụng một cái mức thuế khác nhau. Đối với những nhà đầu tư ấy, khi mà họ họ đầu cơ chẳng hạn, bình thường họ chỉ vứt một khoản tiền vào mảnh đất đấy trong một khoảng thời gian và họ cứ vứt mảnh đất đấy không sử dụng gì cả để không không có trồng trọt không có khai thác gì cả thì nó rất là lãng phí thì bây giờ họ phải mất thêm một khoản chi phí từ thuế nữa thì họ phải suy ra là chi phí mình bỏ ra như này và lợi nhuận mình đưa được như này thì chắc chắn là họ phải nghĩ là họ phải khai thác cái mảnh đất đấy nó hiệu quả hơn trên thực tế, đề xuất đánh thuế nhà từng được Bộ Tài chính nêu tại dự thảo luật thuế nhà đất năm 2009, mức 0,03% với nhà trên 500 triệu đồng. 10 năm sau, Nhà chức trách lấy ý kiến dự thảo luật thuế tài sản với hai phương án về ngưỡng đánh thuế nhà trên 700 triệu hoặc 1 tỷ đồng, tương ứng thuế 0,3% hoặc 0,4%. Song các đề xuất này khi công bố đều vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. Nguyên nhân được nhiều chuyên gia chỉ ra là chưa đúng thời điểm, thiếu căn cứ xác định và lo ngại tác động tới thị trường. Thời gian qua, bản tin nhà đất và đầu tư nhận được nhiều thắc mắc của quý vị khán giả liên quan đến các thủ tục giấy tờ về nhà đất. Một nội dung được nhiều người quan tâm đó là đất đã được cấp sổ đỏ, nhưng sau thời gian dài ở và đo đạc lại thì phát hiện là đất nhà hàng xóm đang trồng lấn lên. Trong trường hợp này, thì chuyên gia của chương trình đã đưa ra tư vấn như sau ngoài các nguyên nhân xuất phát từ lỗi do chủ ý cố tình thì sai sót này phần lớn đến từ quá trình đo đạc lập bản đồ chuyên gia tư vấn ngay khi phát hiện ra lỗi này thì gia chủ cần phải thu thập chứng cứ sau đó thực hiện các bước yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp bản đồ địa chính qua các thời kỳ để so sánh và đối chiếu sau đó kiểm tra sổ mục kê biên lai nộp thuế những tài liệu này sẽ chứng minh quyền sử dụng đất của bạn bạn cần sự hợp tác với các hộ dân lân cận nhằm mục đích để thu thập thông tin từ hàng xóm để làm chứng Tiếp đó, cần gửi đơn đến cơ quan quản lý đất đai cấp quận, huyện để yêu cầu đo đạc lại diện tích đất. Lưu ý là trong quá trình đo đạc này, bạn nên có mặt để phối hợp theo dõi và làm việc với cán bộ địa chính. Khi có kết quả, nếu kết quả đo đạc không đúng với thực tế và cơ quan quản lý đất đai không giải quyết, bạn có quyền gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu khiếu nại cấp huyện không được giải quyết, bạn có quyền khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cuối cùng khi kết quả không đúng như bạn có thể khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên lưu ý là bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng cứ để khởi kiện, đặc biệt là tìm luật sư bởi có một luật sư tư vấn sẽ giúp bạn đảm bảo quyền lợi tốt nhất. Những thông tin trên đã khép lại bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.